vị và các bạn, trong thời gian vừa qua do chịu ảnh hưởng từ các đợt bão lũ sạt lở núi nghiêm trọng, nhiều địa phương tại các huyện Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã bị thiệt hại lớn về người và tài sản. Chỉ riêng tại huyện miền núi Tây Giang, cơn bão số 5 đã gây hư hỏng nặng nề đường giao thông, cầu cống, nhà ở, trường học với tổng thiệt hại ước tính lên đến gần 200 tỷ đồng. Và để có phần chia sẻ khó khăn cùng với người dân huyện Tây Giang, đặc biệt là các em học sinh trường Trung học phổ thông Võ Chí Công, ngôi trường đã bị vùi lấp một phần do sạt lở núi và hiện nay các em đang phải học tạm và sinh hoạt tại trường Trung học phổ thông Tây Giang ở cách xa 40 km. Đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình tình nguyện đông ấm vùng cao, mang các phần quà đến với các em học sinh trường Trung học phổ thông Võ Chí Công. Xuất phát tại thành phố Đà Nẵng, sau gần 4 tiếng đồng hồ di chuyển, vượt qua hàng trăm cây số đường đèo, núi, mang theo 300 áo ấm, 300 đôi dép, 150 tấm chăn, 2.000 cuốn vở, 2.000 cây bút và 100 cây dù. Đoàn tình nguyện đã có mặt tại khu nội trú học sinh trường Trung học phổ thông Tây Giang, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Gần 300 học sinh và thầy cô trường Trung học phổ thông Võ Chí Công rất vui mừng và xúc động khi nhận được những món quà ý nghĩa đến từ đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng. Con xin đại diện cho gần 300 bạn học sinh trường Trung học phổ thông Võ Chí Công xin gửi lời chân thành cảm ơn đến các cô chú trong đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã không quản ngại đường xa xa xôi đến đây để chia sẻ tình thương và đem đến cho chúng con những món quà vô cùng quý giá và ý nghĩa như thế này. Và con sẽ mãi biết ơn và xin hứa sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện dù trong mọi hoàn cảnh nào để không phụ lòng quan tâm của các cô chú. Hôm nay các cái đoàn khối của thành phố Đà Nẵng đã đến tặng các cái món quà đến chia sẻ động viên cho thầy và trò nhà trường. Đây là một niềm vui và hạnh phúc đối với thầy và trò nhà trường. Những cái món quà tặng cho các em là để phục vụ những cái nhu phẩm yếu, phục vụ rất cần thiết trong cái việc học tập và trong cái cuộc sống. Những ngày đầu về học tập và sinh hoạt tạm tại cơ sở khác, thầy trò trường Trung học phổ thông Võ Chí Công đã gặp không ít khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, những món quà này rất thiết thực, kịp thời động viên các em, góp chút yêu thương để mùa đông của các em được ấm áp hơn. Những cái món quà, những cái lời chia sẻ, động viên của các anh chị là cái động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục cái cố gắng trong việc học tập, giảng dạy và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021. Thời gian qua, đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đồng bào miền núi như chương trình trao học bổng tiếp sức đến trường cho các em học sinh nghèo vừa khó, tặng hệ thống lọc nước tinh khiết cho đồng bào dân tộc Cơ Tu. Qua những chuyến đi như thế này, giúp các bạn đoàn viên thanh niên được trải nghiệm thực tế, được chứng kiến những khó khăn của người dân để hiểu hơn giá trị cuộc sống, sống biết yêu thương và sẻ chia cùng cộng đồng. Hôm nay là cũng đến huyện Tây Giang thăm các em học sinh ở trường Võ Chí Công và các em đã bị ảnh hưởng thiệt hại trong cái đợt bão lũ vừa qua. Thì khi đến đây thì bản thân cảm thấy rất là vui khi mà đóng góp được một chút công sức để tặng cho các em những xuất quà để các em cố gắng vượt qua những khó khăn và học tập tốt hơn trong thời gian tới. Xét thấy cái nhu cầu của các em hiện nay sắp tới mùa đông thì đoàn khối phát động cái chương trình đông ấm vùng cao tặng cho các em những cái áo ấm, chăn màn, dù che mưa, dép nhựa cũng như là vở bút để phục vụ cái việc học tập các em được tốt hơn. Hy vọng rằng các em học sinh sẽ có một cái điều kiện tốt nhất để các em được phát huy cái việc học tập của mình và học tập tốt hơn trong cái thời gian đấy. Chương trình thiện nguyện đông ấm vùng cao hướng đến với các em học sinh miền núi tại Quảng Nam là tấm lòng, là tình cảm của tuổi trẻ đoàn khối dành tặng cho các em học sinh miền núi vốn đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống cũng như trong học tập so với các bạn miền xuôi, với mong muốn tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, có điều kiện học tập tốt hơn, hướng đến một tương lai tươi sáng.